Xin chào tất cả các bạn cũng như cô dì chú bác anh chị em nha. Rồi chào cả nhà luôn Tâm ơi. Rồi, chào cả nhà luôn ha. Bữa nay bắt đầu vô bão số 5 nha cả nhà. Anh em mình tiếp tục đi thăm 7 khu vực ở này, mình kêu là khu vực mấy ao cá phía bên bốn giữa này. Chứ là khu vực ao cá đi. Thì trời bắt đầu vô bão số 5 nha cả nhà. Thì giờ này cũng trời cũng âm u, cũng nói chung là cũng chưa có mưa mà còn không có nắng nữa. Âm u mát mát trời dịu dịu rồi vậy đó. Ngày hôm qua thì được có một em hổ chó nha cả nhà. Nghe mình thì nó kêu hổ nón, tại nó bắt nón. Hai anh em mình sẽ đi tới bãi nào có dính thì mình bấm máy cho cả nhà xem. Cũng mong cả nhà thông cảm. Hầu như là các cái kênh khác cũng như là anh em đồng nghiệp khác cũng vậy cả nhà. Cái này đang vô bão, cũng chưa có vô mùa không nữa. Nên là bãi gắn thất thu quá cả nhà. Mình bẫy thì nó dính thì ngày thì gắn nó sẽ ít lại nên là dính cũng yếu cả nhà. Mong cả nhà xem ủng hộ các anh em đồng nghiệp khác cũng như là ủng hộ anh em mình bằng một đăng ký, một like, một chia sẻ để có tinh thần động lực làm những cái video tiếp theo. Thì đằng sau những thành công thì cũng có những cái clip thất bại, cũng có những bữa thất thu nha cả nhà, mong cả nhà thông cảm. Rồi nào có bẫy tiếp theo, bẫy nào dính mình bấm máy cho cả nhà xem. Rồi, xin chào các bạn, nãy giờ quá trời rồi, cái hiện mấy chục tượng nó tay. dính rồi, nó đẻ luôn rồi mấy bạn. Dính nó đẻ đấm trứng luôn rồi. Đây, hiện tượng gì lạ vậy, dính ngựa đẻ trứng luôn. Còn một em chết dính nữa kìa các bạn, ngấn con nước. Nước con lại. Đây hai con nha các bạn. Mấy ngày qua nay mà kìa, dơ đầu kìa. Thì cái bữa đó lại dính luôn đó, bữa mình đi cái lại dính. Cuốn cái tay lên luôn đi Tâm ơi. Con nước con lãi. Giờ mình lụm trứng trước đi nha các bạn. Anh này ơi trời. Trứng về anh này cho nhóc mình. Đẻ luôn. Bị ký ngang. Đâu được nhiều trứng nữa, cầm hay cầm sáu trứng mà dụng trứng rồi, hơn trứng rồi đâu dụng rồi, còn sáu năm trứng rồi. Rồi cầm đi, cầm đi, có để hơi đem lên sáng hơi dễ rồi, hư rồi, rồi cầm đi hơi. Hư hả? Hơi cải kiến ăn lủng rồi mình bỏ đi, còn bốn trứng nè, hôm nay cầm nó đi để em cứu cho lưới rồi. Ồ đây ăn đẹp. Tiếu dính này đẻ luôn. Nãy giờ lội quá trời, hai anh em mệt luôn các bạn ơi. Tính thất thu rồi, bữa nay tính clip này à, chắc không sức luôn rồi. Nắm dài sao thắt hoài bạn ơi, không dính gì hết trơn. Xem hên sao tay này dính được hai con mà con chết. Con ngấn nước đó chắc chết bữa trước, dính bữa trước. Chạy chỗ như là bà chê vậy đó. Hổ nón. Chạy chỗ rồi. Cái này hơi dám nó đi được luôn. Nó đẻ rồi đó. Nó đẻ rồi, nó nhỏ rồi nè, ruột ra bình thường nè. Này tụt cái luôn rồi đó. Nó dính như đây. Rồi. Chút xíu nữa nó ra được luôn á. Về để ấy nó no ra cái gì, nó phình cái gì. Đẻ rồi cái nó ốm à. Quá thắt mày bạn ơi. Cái này văng không dính gì hết trơn. Bờ phá quá trời, ta phá trong lỏng hết. Hai em đầu tiên mà hết em chết rồi.
hay lắm, vừa chết là bu lại để tửa liền luôn. Nước cũng nhỏ. Về nữa qua trên đó ông đó ông nói gì là có rắn rồi đó. Cái bờ của ông ngon lắm. Để nữa em đi thử em nhìn biết liền. Em dò thử một cái. Em nghe nói mấy tiếng bợi mà còn cỏ dưới mười bình ở dưới bờ em mê. Rắn nước bự bự nó dưới. Khu vực bên đây cũng còn rắn nước nữa nè. Dân năm ngoái cũng còn 600-700 gram. Mới cách ngày thăm ngày mà có chết. Thì mình vừa đi thăm ngang như nào rồi nắng lên đó. Bữa đó anh thăm rồi nắng đẹp đó. Nắng thì nó đi nè. Lỗ gắn này nó gì vậy. Đúng ra con cũng chết nè. Nó dính tới đây rồi đâu có đường chết nó mà sao chết nữa. Phóng xanh luôn. Ủa gọi là tiêu quỷ nữa chứ phóng xanh. Chết rồi mà. Ở dân chơi chứ cửa sau mình cứu luôn nước này mấy bạn, cửa sau ta móc bờ này nữa bạn. Cửa sau ta móc cái bờ này mấy bạn ơi. Bờ này ngon quá. Bờ này để lâu có chứ không. Rồi em mình dân lại nha. Thành quá là được hai con mà xịn hết con rồi, bỏ rồi. Thêm 50 trứng nữa mà con cái nó bị kiến ăn hết trứng rồi, còn 4 trứng. Em hổ may nha. Rồi em mình đặt lại nha. Thăm cử này cử sau nữa nghe mình cuốn lưới cái luồng này nha cả nhà. Chắc mình kiếm chỗ địa điểm mới mấy bạn ơi. Địa điểm này năm ngoái mình bắt nhiều quá rồi. Hết gắn. Xuống địa điểm nãy có ông anh chủ hầm cá dưới đường tổng đài dưới đó còn gắn nghe cái nhà mà để đi dò trước mới được. Dò trước nè mấy trứng này bỏ trứng này nó con trứng một xì nước bỏ dò thơ xì kiến cắn nè vô này luôn hả. Kiến cắn rồi nó xì nước rồi. Còn hai trứng hả? Ừ. Rồi rốt cuộc còn hai trứng nữa bạn ơi. Bị kiến ăn trước mình rồi các bạn ơi. Một cái lại. Quả bé. Hay còn gọi là cái hổ may nha cả nhà. Rồi anh em mình đi thăm tiếp thôi. Chào tất cả các bạn nha. Bữa nay anh em mình tiếp tục đi thăm bãi rắn ở khu vực bờ mặn phía trên nha cả nhà. Em mình đang đi đi thăm lội vòng vòng đó. Lội đi thăm người nào có dính nó kêu mình bấm máy mình quay cho mấy bạn xem. Khu vực này tới đi dăng tới ba bờ lận, mình đi ngay bờ giữa nè, em mình đi hai bờ hai bên. Đang mấy bữa nay mưa bão thất quá cả nhà, mấy kinh khác cũng như anh em mình cũng tùy theo dùng đó. Có dùng thì nhiều gắn, dùng thì ít gắn, dùng mình ở đây gắn ít lắm nha cả nhà. Càng ngày thì bẫy gắn thì càng nhiều. Đa số là mấy anh mấy chú với mấy bạn là đặt bẫy lợp là nhiều. Còn hai anh em mình thì bẫy bằng lưới. Bẫy bằng lưới thì mình chịu khó mình đi thăm liên tục, cách ngày đi thăm ngày để không chết nha cả nhà. Thì cũng nhân đây cũng cho hai anh em mình chúc cả nhà có một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình cũng như thành công trong mọi công việc. Và đừng quên nhấn nút đăng ký, nút like, nút chia sẻ để ủng hộ anh em mình có thêm động lực như tinh thần làm những video tiếp theo nha. Mấy bữa nay mưa bão quá rồi, không có thất thu quá, không có thu nhập gì hết cả nhà. Rồi thôi, nào có dính mình bấm máy cho cả nhà xem nha.
Vậy là cua giật ao cá mà hai anh em mình hay đi bắt cua với cắm cua ếch đâu nè cả nhà. Bây giờ thăm mấy tay kia không dính chân cả nhà. Anh em mình tiếp tục lên chỉ dài thăm mấy cái trên đây nữa cả nhà. Này thắt quá mấy bạn ơi, mà mưa bão lội té lên té xuống bạn ơi. Cánh đồng lúa bát ngát nha cả nhà. Còn khu vực trên đây cái này mưa bão thắt quá thắt. Hả? Có hàng cái này. Ngày hôm qua đi. Mấy em này đi ngựa quá. Ngày hôm qua cái clip kia không up lên luôn nha cả nhà, dính có con một à. Nhổ đài luôn. Ôi ơi. Vàng ẻo luôn bạn ơi. Đó nó chạy kìa. Chạy. Con nhỏ không bị không. Con này chắc khoảng 4 5 lạng nha cả nhà. 5 lạng. Hổ chó. Gặp hổ chó ai ta? Nữa, nữa. Dính hổ hành gì chân mới bạn ơi, dính ba con này không có gì. Thì hổ nón đi tao mày. Dẫn chân hơi gì mà. Ra đây mày. Đang đấu ra đây. Đấu mà vô đó trốn. Ra đây. Rồi trời kênh tao mà không dám ra đây hả? À, ra. Ghê ghê, nhìn nó hung ghê không cái này. Không. Tát chạy mau. Con chó mà tát lắm nọ. Chèo nón. Chèo nón với nó mấy bạn ơi. Đúng rồi đó. Chịu nón luôn rồi. Rồi xong. Đây mấy bạn sẽ chơi hũ nón rất nhanh. Chắc tội mấy bạn ơi, khỏi sợ chạy trước chứ. Chơi hũ nách giống bà chị gì ghê quá. Hũ nách cũng còn cắn được, hũ nón đâu cắn được. Cắn nón không à. Mấy chỗ này là dễ dính hũ ngựa lắm. Cái con đợt rồi chừng hũ ngựa luôn. Con mà đợt rồi bị bẫy tạc á. Ừ. Thì ra số dính hũ ngựa cái luồng đây. Luồng đây ít con hả. Cái luồng đi thắt ngang qua, luồng đó ưa dính hũ hành lắm mà nó ít dính. Con hành đi ít hơn con rắn này các bạn ơi. Rắn này trời nắng lên đi. Mưa xuống nắng lên đi, mưa xuống nắng lên đi. Còn ông kia thì thôi. Còn một nghe. Con này khoảng 5 lạng, 5 lạng 6 lạng nha cả nhà. Thế bạn câu clip của mình thông cảm nha. Do cả nhiên mình chưa xuống lưới nhiều với năm nay gắn hạn chế các bạn. Thì lớp nhiều đồng nghiệp làm giống mình như nào giết cái gắn nó giảm đi nên nó hơi ít đó mà bạn. Chứ mấy năm trước mình gắn nhiều lắm sao năm nay mình gắn cảm nhận được mà mình ngán luôn các bạn. Nó không dính kỹ. Lội ngày hôm qua nay hai anh em lội cũng sạc háng luôn. Bữa con hai con mấy bạn coi clip thấy gậu không? Gì đâu mà dính thấy đâu gì đâu. Đi chuyện lý làm. Bữa con hai con. Con đầu tiên nha cả nhà. Ngày hôm qua cũng được con gắn lãi rồi, không có up clip lên cho mấy. Con gắn lãi, con hổ ngựa chứ đâu được mấy cái trứng mấy bạn. Thấy gì hơn. Ủa con gắn lãi với con gắn nước chứ. Nếu mà cái clip này nhiều thì mình up lên cho mấy bạn xem, còn ít nữa mình ghép với cái clip ngày hôm qua luôn. Tại clip ngày hôm qua mình cũng chưa có xóa nữa. Rồi một em không ngờ ừ quá kìa. Đây em không ngựa nghe các bạn. Quay lại tâm nó vậy. Ờ vậy đi. Rồi một em không ngựa nghe. Ủa vậy hổ chó. Ủa em mình kêu nó đặt rồi hổ nách chứ. Ủa vậy hổ nón. Hổ nón là cái tên mới của anh em mình mới phát minh nha. Con hổ này chứ nó nhiều là tên đó. Khoảng 5 lạng 6 lạng. Dao động khoảng đó. Rồi kệ có dính là vui cả nhà. Nãy giờ hai anh em lộ muốn chết luôn. Thầm đâu nửa được lứ rồi mà chưa dính gì. Anh em nói bữa nay thất thu nữa rồi, không có clip cho cả nhà xem hôm sau dính được anh em hổ nón. Rồi, nào có dính nữa mình quay cho cả nhà xem nha.
mình sửa lưới để dài lại nha cả nhà. Dùng mình mùa này chưa có gắn hung nữa, rồi dưới hôm rồi mưa bão quá gắn nó cũng chưa chịu đi nữa. Nãy anh em mình cũng nói đó, đồng nghiệp xuất hiện quá nhiều, gắn thì ngày ít mà đồng nghiệp xuất hiện quá nhiều nên cũng ít dính. Rồi thôi, đi đến bãi tiếp theo mình bấm máy cho cả nhà xem. Rồi hết bãi nha cả nhà. Quá trời mưa rồi. Không dính mà còn bị mưa. Đang mưa quá trời mưa rồi, mình mặc áo mưa luôn cả nhà ơi. Quá mưa. Em mình nó còn chưa mặc vô, nó đang bão nha cả nhà. Rồi, bữa nay tiếp tục được một em hổ nón nữa. Rồi mình sẽ ghép với cái clip ngày hôm qua được một em hổ mà hổ mây, còn gọi là gắn lãi, với một con gắn nước mà gắn nước nó chết sình nên em mình dục được con gắn lãi với bữa nay con hổ nón nữa nha cả nhà. Con này chắc khoảng 5-6 lạng gì hả. Mấy trời mưa bão này thất thu quá cả nhà ơi, quá gió rồi. Đang vô bão tiếp tục, bão số 5 chưa hết nha cả nhà. Nghe đài báo kêu hình như là tiếp tục là hình thành cơn bão mới nữa rồi. Chiều này anh em mình còn khổ dài dài nữa rồi. Rồi thôi chào cả nhà clip này nha. Chúc cả nhà xem video vui vẻ và thông cảm cho anh em mình trong những ngày mưa bão này nha. Ngày này vất vả lắm, mong cả nhà cũng thông cảm. Và đừng quên nhấn nút đăng ký, nút like, nút chia sẻ để ủng hộ anh em mình có thêm động lực như tinh thần làm những video tiếp theo nha cả nhà. Rồi xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.